Sốc, người hâm mộ Việt Nam nổi điên đòi đuổi thẳng Văn Hậu vì đá láo, sân Mỹ Đình như ruộng, FIFA cấm sử dụng. Hai tình huống va chạm quá mức cần thiết với cầu thủ Malaysia của Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Đoàn Văn Hậu may mắn không phải nhận thẻ vàng nào trong trận đấu với Malaysia. Tuy nhiên, có hai tình huống cầu thủ này khiến cho các cổ động viên Việt Nam lo lắng vì nguy cơ mất người trong hoàn cảnh Văn Toàn bị truất quyền thi đấu. Phút thứ 16, Bin Hammadi xâm nhập vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Đây là pha bóng mà Văn Hậu muốn nhường cho Văn Lâm băng ra giải quyết tình huống. Khi cầu thủ Malaysia áp sát, Văn Hậu thực hiện che người, nhưng đó lại là một động tác chơi xấu. Trọng tài Ryuzu Sato thổi phạt hậu vệ Việt Nam nhưng không rút thẻ. Cuối hiệp 1, Văn Hậu va chạm với Sarun Azem của Malaysia. Đây là pha bóng mà số 5 của đội tuyển Việt Nam chủ động che người với một cú vung tay ngang mặt đối phương. Cầu thủ Malaysia cũng không vừa khi có một cú trả đũa ngay sau khi tránh được. Trọng tài thổi phạt Azem. Những động tác thừa của Đoàn Văn Hậu khiến không ít cổ động viên Việt Nam lo lắng. Trong hiệp 1 của trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam mất người sau khi Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Điều đáng nói là cầu thủ sinh năm 1999 rất nhiều lần bị chỉ trích vì những pha vung tay như vậy khi thi đấu ở V-League. Thay đỏ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đến từ sự máu lửa của Văn Toàn. Anh ấy hơi khó kiểm soát khi luôn thi đấu với bầu nhiệt huyết lớn, sẵn sàng áp sát đối thủ liên tục. Nhưng hai tình huống của Văn Hậu thì khác. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nên tránh. Đây đều là những pha va chạm không nên xuất hiện. Nếu có thêm thẻ đỏ thì mọi chuyện sẽ khó khăn. Cựu danh thủ Phạm Như Thuần bình luận trên sóng truyền hình. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ có lối chơi quyết liệt. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn còn quá nhiều những động tác thừa khi tranh chấp với cầu thủ đối phương. Điều này có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó nếu có va hoặc vài tình huống trọng tài nghiêm khắc. Cổ động viên có tên Thanh Bùi lên tiếng. Không nên gọi Văn Hậu vào đội tuyển Việt Nam vì làm mất hình ảnh của đội Việt Nam với lối chơi thô bạo. Cần có biện pháp với Văn Hậu. Thắng rất xấu xí. Bị chỉ trích lối chơi xấu trước Malaysia, Văn Hậu liên tút đầy ẩn ý. Dù tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước tuyển Malaysia, Đoàn Văn Hậu vẫn trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng do lối chơi quyết liệt. Văn Hậu, bóng đá thời các chuyên gia. Khuya ngày 27 tháng 12, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, Đoàn Văn Hậu đã có bài đăng gây chú ý cộng đồng mạng. Anh đăng bức ảnh tập luyện cùng với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam với lời dẫn bóng đá thời các chuyên gia. Động thái này được cho là nhằm đáp trả những lời bình luận trái chiều đang tràn ngập trang cá nhân của Văn Hậu. Sau trận đấu, cư dân mạng tràn vào Facebook Văn Hậu để lại nhiều bình luận góp ý về lối chơi của hậu vệ sinh năm 1999. Văn Hậu đã có tình huống tiểu xảo khá lộ liễu với cầu thủ Malaysia ở cuối hiệp 1. Anh là người giật cùi chỏ trước, sau đó phải nhận sự đáp trả thô bạo từ đối thủ. Dù không phải nhận thẻ phạt, nhưng trọng tài, dường như khán giả theo dõi trận đấu lại không đồng tình với hành động của Văn Hậu. Nhiều người cho rằng nếu cứ thi đấu như thế này, Văn Hậu sẽ làm mất ý nghĩa đẹp của bóng đá, dù cho đó có là vì hướng tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Một độc giả bình luận, Hậu ơi, em thực sự là hậu vệ cánh trái hay nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại đấy. Nhưng anh khuyên em một điều, khi mình đá bóng thì nên điềm tĩnh, những pha vung tay rồi lao bóng vào đối phương. Thực sự khi xem những pha đó mà có va hoặc gặp trọng tài nghiêm khắc thì em dễ bị thẻ đỏ. Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới thành tích của tập thể lẫn tất cả người hâm mộ trong nước. Vì vậy, em nên tiết chế chín chắn giống như một người trưởng thành thì em sẽ làm 10 điểm trọn vẹn. Ngoài story ẩn ý đáp trả cộng đồng mạng, Văn Hậu còn đăng bức ảnh cảm ơn cổ động viên sau trận đấu với chú thích, làm việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình vì đội bóng. Bên dưới bài đăng, một người hâm mộ chia sẻ, biết là nhiệt huyết vì người hâm mộ, nhưng đôi khi thấy em máu quá. Pha cùi chỏ nếu trọng tài thấy và nghiêm khắc chắc cũng có thẻ rồi. Thắng thì được tung hô, nhưng nếu bị thẻ đỏ mà đội nhà thua thì tội em gánh hết. Dù vậy, Văn Hậu vẫn nhận được sự cổ vũ và khích lệ từ các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam như Hồ Tấn Tài, Châu Ngọc Quang, Đỗ Duy Mạnh. Bạn gái Hải My cũng dành cho chàng hậu vệ quê Thái Bình lời khen vì anh đã có một trận đấu tốt. Văn Hậu mong manh giữa tài năng và đá hung hăng, chữ tài liền với chữ tài một vần. Trận thắng Malaysia 3-0 cho thấy được bản lĩnh tuyệt vời của tuyển Việt Nam. Dù phải chơi trong cảnh thiếu người, nhưng đội bóng của ông Park biết cách vượt khó để giành thắng lợi. Nhưng không thể bỏ qua hai yếu tố là trọng tài và lối chơi có phần thô bạo. Ở phút thứ 16, Đoàn Văn Hậu có pha che bóng không tốt khi Văn Lâm lao ra chậm. Văn Hậu thúc trỏ vào Azam Ami để ngăn cầu thủ này xâm nhập vòng cấm. Thật may mắn cho tuyển Việt Nam khi trọng tài Sato Ryuzu không phạt Văn Hậu. Đến cuối hiệp 1, Đoàn Văn Hậu tiếp tục đánh trỏ vào mặt trung vệ Sarun Azem của Malaysia. Trọng tài Sato Ryuzu nhắc nhở thì hậu vệ mang áo số 5 phản ứng. Ông Park phải chạy ra để nắm tay trọng tài Nhật Bản, thậm chí nháy mắt theo kiểu dĩ hà vi quý. Đây là màn xử lý đẹp của huấn luyện viên Park, một người vốn dĩ nóng tính không hề thua kém Văn Hậu. Nhưng ông Park đã nhận thức được việc Văn Hậu có các động tác đánh trò vào mặt đối phương.
tình huống phạt đền của đội tuyển Việt Nam cũng gây tranh cãi. Tấm thẻ đỏ cho Azam Ami là hoàn toàn chính xác, nhưng trọng tài Sato đã bỏ qua pha phạm lỗi của Văn Hậu với Azam Ami. Đây là may mắn giúp tuyển Việt Nam được hưởng lợi, vì trường hợp trọng tài xử lý chính xác thì Azam Ami bị thẻ đỏ, đội đánh nguội và Malaysia đã phạt Văn Hậu phạm lỗi với Azam Ami. Đúng hơn, màn trình diễn của Văn Hậu là bức tranh thu nhỏ về tuyển Việt Nam trong trận thắng Malaysia. Văn Hậu chơi xông xáo, quyết đoán và đá hết mình. Tài năng của Văn Hậu không có gì phải bàn cãi, nhưng lối đá hung hăng của Văn Hậu là một vấn đề lớn dành cho tuyển Việt Nam. Những quả đá phạt đền ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn còn in sâu trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam. Văn Hậu cũng từng khiến cho tuyển Việt Nam bị phạt đền trong trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ 2. Nhiều ý kiến nhận xét AFF Cup 2022 không có công nghệ VAR nên đoàn Văn Hậu được phép chơi hung hăng, miễn kín đáo và không bị thẻ phạt. Đây là quan điểm cổ suý không tốt cho Văn Hậu lẫn các cầu thủ Việt Nam. Những cái vung tay của Văn Hậu không phải theo kiểu nhận thức có VAR hay không, đó là thói quen của hậu vệ này từ sân chơi V-League. Văn Hậu chơi thật bản năng đến mức vung trỏ vào ngực Văn Thanh, đồng đội ở tuyển Việt Nam. Gần nhất, Văn Hậu cũng vung tay vào mặt cầu thủ Thanh Hóa ở V-League 2022. Động tác đánh trỏ của Văn Hậu không khác gì cách anh dành cho các cầu thủ Malaysia vào tối qua. Văn Hậu cũng hung hăng phản ứng trọng tài. Không thể vì những cái vung tay mà gạt đi sự nỗ lực của Văn Hậu cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng cũng không vì lối chơi nhiệt huyết, tài năng mà làm lơ trước lối đá hung hăng của Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 phải biết sửa sai, bởi chuyện đánh trỏ vào mặt đối thủ lặp đi lặp lại thì sớm muộn gì cũng gây họa cho đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ, tuyển Việt Nam đang muốn vươn tầm châu Á, xa hơn là giấc mơ World Cup. Nếu còn duy trì bóng đá kèm theo đánh trỏ, vung tay bừa bãi thì tuyển Việt Nam không thể đi xa hơn danh hiệu ở AFF Cup. Sau chiến thắng trước tuyển Malaysia, Văn Hậu nhận chỉ trích với những tình huống thi đấu có phần tiểu xảo và khiến người hâm mộ có phần lo lắng. Người hâm mộ biết đến Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có lối chơi quyết liệt. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn còn quá nhiều những động tác thừa khi tranh chấp với những cầu thủ đối phương. Văn Hậu cần phải loại bỏ những tình huống không đáng có để tránh những rủi ro cho đội bóng cũng như xây dựng hình ảnh cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong màu áo của tuyển Việt Nam, cá nhân Văn Hậu cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc thi đấu fair play mà đội bóng đã gây dựng. Nhưng nếu có theo dõi Văn Hậu, chúng ta mới thấy được rằng những cú vung tay quá cao của anh không phải là bộc phát ngẫu nhiên. Tại V-League 2022, Văn Hậu nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích vì những pha vào bóng ẩu và chơi xấu đồng nghiệp. Nhưng các trọng tài V-League không xử lý nghiêm. Ban tổ chức giải cũng không có những hành động nào răn đe với cầu thủ này. Và điều đó hiển nhiên khiến Văn Hậu cho là phải và tái diễn trong các trận đấu cấp độ đội tuyển. Tất cả đã thấy rằng cách chơi bóng của Văn Hậu nguy hiểm như thế nào. Phải chi năm 2019, chúng ta dừng lại bên niềm vui chiến thắng, bày tỏ một chút thái độ với tình huống và bóng của Văn Hậu với Dimas. Phải chi các trọng tài, những người cầm cân nảy mực ở V-League mạnh mẽ uốn nắn Văn Hậu nhiều hơn. Phải chi các huấn luyện viên chỉ cho cầu thủ này thấy vấn đề của mình. Lúc đó Văn Hậu sẽ không khiến những người hâm mộ phải lo lắng. Văn Hậu là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng anh cần thay đổi cách chơi bóng để tương xứng với phẩm chất hiện có. Chúng ta từng giận dữ với Theratom Bumathan vì những cú cùi trỏ trở thành thương hiệu của anh. Vì vậy, không có lý gì để im lặng cho Văn Hậu.